Ừ chứ. Cho khoai tây đi. Cho lại đây hả? Ừ. Cho em đi cho vui. Con còn có trà. Ừ. Nó tẩu. Mà sáng cái ăn khó. Dắt em chơi ra đây. Ăn rất khó. À. Ăn rất khó. Đâu có tiền bò gì. Nó ăn nhanh không? À? Nó ăn nhanh không? À? Ăn không được, nhưng mà còn miếng cục thịt bò mà không ăn, một hai không ăn là không ăn đó. Cái cứng quá nha. À à, cái nó chắc có cái gân á. Ừ. Như có gân á cái ly. Miếng cục nó lì ra. Cố gắng lên mẹ. Trời. Mà mở mắt mà liếc liếc mà nhìn trong bụng. Giờ đau con nhỏ ấy. Chị đau giỏi ghê chứ. Cục nó hồi nãy đau kinh lắm. Hồi trước em đi chỗ khác rồi đúng không? Đi nặng mụn chỗ khác rồi hay là lần đầu luôn? Dạ lần đầu luôn á. Trời trời, cái món giỏi ghê ta. Được chuẩn bị tinh thần trước rồi. Mình cũng lì không dễ. Lo đi con đồ có mưa không? Ở nhà không biết mưa nắng luôn. Có đợt nó xấu xả ghê hề. Làm hết rồi. Chá, mưa chứ. Về đón một tay. Mày trở về rồi mày đút cho An luôn. Ừ. Lớn rồi đút An. Mà An có đáng sợ mày mày. Mà mày mày mà thương cháu đi. Mày là hay quan tâm cháu. Thương đứa mà quan tâm nó chăm chặt thành nhiều chuyện luôn. Không mà mày mày thương, thương cháu. Mà phải là có cái tính này gây như biết là yêu thương nhưng mà hay hay chữ cháu á. À, chữ rồi đó, cái mỏ rồi đó. Nhưng mà thương á. Cậu lắm á. Ừ, biết mà.
sống ok. Mimi với Hồng Phượng là thương cháu. Nói chung nhà mình thấy ai cũng cũng được. Cũng rất vui. Ai có tay chậm chậm thôi. Vâng. Yên. Yên. Cá dưa hồng em nấu canh đó hả? Không hỏi sao. Nó thấy tưởng chiên mà đang ướp. Tưởng chiên mà vô thấy ướp kìa. Chiên hoài rồi, mình đi chuyển. Này cái hàng nó cũng đắt ghê. Đắt lắm mà lo. Đắt lắm lắm. Mà lo. Vậy cho công sở không đồ không đi làm đi đồ, đi làm đi đồ á. Nhưng mà công sở mà mua đồ chứ mà đắt thì rồi bằng tháng lương của họ trời. Họ làm lớn họ làm đồ. À. Ở trong đó mà nói thấy đồ công sở là nhiều không ạ? Đồ mà kiểu đứng. Ừ. Đầm đi làm đi đồ kiểu lịch sự đồ á. Nhưng mà đồ quá đắt luôn á. Ồn 2 triệu mấy mà mình ít. Không ra nấu luôn. Có xí xì. Xí xì.